Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số từ vựng và một số thuật ngữ căn bản trong ngành y, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tim mạch, Cardiac Care Unit. Từ đầu tiên mà chúng ta thấy rất là quen thuộc khi chúng ta bước vào một phòng khám tim mạch hay là một khoa tim mạch của một bệnh viện và chúng ta được chỉ định là đo điện tim, thì tại phòng khám hay là tại những cái phòng về thao tác kỹ thuật, họ sẽ sử dụng những cái điện cực để đặt lên trên ngực của người bệnh và ghi lại tín hiệu của tim. Thì cái điện cực đó khi sử dụng tiếng Anh để mô tả về cái khía cạnh này của lĩnh vực y tế thì chúng ta có thể sử dụng là dot hoặc là electro, tức là điện cực. Thứ hai, điện cực này để đặt lên một cái cơ quan mà có thể ghi được tín hiệu của tim mạch, tất nhiên là sẽ ở những cái vùng lân cận của trái tim chúng ta, thì đó không đâu khác đó chính là ngực, chest. Để nói về bộ phận ngực thì chúng ta sử dụng từ ngữ là chest. Thì sau khi sử dụng một điện cực để đặt lên ngực của bệnh nhân và ghi lại tín hiệu thì tín hiệu này sẽ được hiển thị ở trong một cái hình ảnh hay ở trong một cái bảng tín hiệu, người ta hay thường gọi đó là điện tâm đồ. Thì khi muốn nói đến điện tâm đồ thì chúng ta có thể viết tắt là ECG hoặc chúng ta có thể viết nguyên cả cụm từ đó là electrocardiogram. Electrocardiogram tức là điện tâm đồ, là một trong những cái hình ảnh hay là những cái ký hiệu để mô tả cái hoạt động bên tim mạch của một cái người bệnh hay của một cái bệnh nhân nào đó mà gặp phải những cái vấn đề về bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý liên quan đến hoạt động của tim hay là hệ tuần hoàn. Đối với những trường hợp là bệnh nhân quá đau hoặc là có những cái biểu hiện là đau mà không thể chịu đựng được thì bác sĩ hoặc là nhân viên y tế có thể là kê chỉ định cho bệnh nhân sử dụng những loại thuốc giảm đau, ví dụ như paracetamol hay là nặng hơn là tramadol chẳng hạn. Thì những loại thuốc giảm đau này, khi chúng ta muốn sử dụng một từ vựng tiếng Anh để nói đến thuốc giảm đau thì chúng ta có thể sử dụng từ painkiller để nói đến thuốc giảm đau. Trong quá trình sử dụng thuốc thì có những cái vấn đề là mình khuyên bệnh nhân là không được nuốt nguyên cả viên hoặc là không có được nhai thuốc chẳng hạn. Thì đối với động từ nuốt để mình mô tả một cái hoạt động đó thì chúng ta sẽ sử dụng động từ swallow. Đối với những loại thuốc là phải hòa tan ra để uống hoặc là uống với nhiều nước chứ không được nuốt không hoặc là không có được nhai viên. Thì đối với động từ nuốt thì chúng ta có thêm một động từ mà chúng ta có thể góp nhặt vào trong từ điển của mình, đó là swallow. Đối với những cơn đau của bệnh nhân mô tả, đặc biệt là đau ở ngực, thì sẽ có một cái tình trạng là đau nhói. Thì khi một người bệnh nhân người ta mô tả về đau nhói, có những cụm từ có thể sử dụng như là sharp pain, tức là đau một cách là nhói và gắt ở những cái vị trí nhất định của cơ thể. Ngoài ra trong khoa tim mạch để thăm khám thì không thể nào thiếu được những cái thông số hay những cái thông tin về nhịp tim. Thì thường lấy nhịp tim hay là đo sinh hiệu cơ thể thì thường sẽ được thực hiện vào đầu những buổi khám. Thì nhịp tim ở đây khi nói về nhịp tim bằng tiếng Anh thì chúng ta có thể sử dụng là heart rate hoặc là heartbeat đối với những cái thông tin về nhịp tim. Ngoài ra đối với những loại thuốc hoặc là những cái sản phẩm về dược phẩm để điều trị mà yêu cầu là phải hòa tan ra để sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng động từ là dissolve. Ví dụ như là thuốc thuốc bột chẳng hạn phải hòa tan vào trong nước hay là viên sủi phải hòa tan vào trong nước rồi mới sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng động từ là dissolve. Một bộ phận rất là liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe tim mạch mà có gắn liền với hoạt động của tim và cả phổi nữa thì sẽ là một bộ phận hồi sức tim phổi. Thì đối với bộ phận này, khi chúng ta muốn sử dụng tiếng Anh để nói về cái đơn vị hay là cái bộ phận chuyên trách này thì chúng ta có thể sử dụng cụm từ là cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation đó là cái đơn vị hồi sức tim phổi.
Thì video vừa rồi đã đề cập cho các bạn những từ ngữ rất là đơn giản nhất và thường hay sử dụng nhất trong đơn vị chăm sóc tim mạch Cardiac Care Unit. Hy vọng là các bạn đã góp nhặt thêm cho mình một lượng từ vựng đơn giản nữa để các bạn có thể sử dụng ở trong quá trình thực hành, trong quá trình tự học, trong quá trình đọc tài liệu của mình. Nếu thấy video của mình hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh và cho mình một vài nút like để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video thú vị, đặc biệt là video liên quan đến chuyên ngành y dược nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.